Đây là hai mẹ con nhà Nai mới đẻ. Độ đấy khoảng tuần. Đây là lò sưởi, đây là lồng kính, rau trong rau. Năm ngoái cũng bằng độ này, con này nó đã một con nó này đã mọc sừng, đừng bị người ta bẫy què mất một giò.